Nếu các bạn đã từng thấy qua một con chuột có đồng hồ hiển thị những thông số của chuột như là dung lượng pin, DPI, polling rate và vân vân, mây mây, thì hôm nay nhà xanh sẽ đem đến cho các bạn hai con chuột đến từ một hãng mà đã ứng dụng công nghệ đồng hồ hiển thị này đầu tiên trên thế giới. Có cả giấy đăng ký cho phần đồng hồ hiển thị thông tin đó luôn. Đó chính là Vanser cùng với hai em chuột Thrash và Groove. Đây là hai em chuột được Vanser cho ra mắt vào khoảng đầu năm nay và được thiết kế từ A tới Z chứ không dựa vào một dáng chuột nào đã có mặt ở trên thị trường. Từ công đoạn tạo ra dáng chuột bằng đất sét cho đến in 3D và sau đó là sản xuất hàng loạt. Về chất lượng hoàn thiện thì có thể nói là nhà xanh đã may mắn khi đặt niềm tin vào khâu quản lý chất lượng của Vanser vì cả hai em chuột sample này có một chất lượng build tốt, không lọc sọc hay ọp ẹp gì. Hai bên hông của chuột cứng cáp nhưng mặc dù vậy hai em chuột này cũng mang một trọng lượng cực kỳ đẹp là 51g. Trên cả hai em Thrash và Groove cũng đều có lớp phủ mang đến cảm giác như cao su, cho các bạn một cảm giác bám chuột rất là tốt. Và về lớp phủ này thì team MIDI nhà xanh cảm thấy khá là giống với lớp phủ trên những con chuột X2V2 của Pulsar hoặc là trên những con chuột của Zowie. Với lớp phủ như thế này thì team MIDI nhà xanh nghĩ rằng việc dán crypt tape cũng chỉ để làm cho dáng chuột nó khác đi thôi chứ bình thường chắc cũng không cần đến đâu. Tiếp theo là đến phần khác biệt nhất giữa hai em chuột này của nhà Vanser, đó chính là dáng chuột. Dáng chuột này được Vanser thiết kế độc lập và không dựa vào một dáng chuột nào có sẵn trên thị trường. Từ khâu làm dáng chuột bằng đất sét đến khâu in 3D và sản xuất đều là một quá trình phát triển độc lập và sau đó cho ra mắt hai em chuột có hai dáng chuột như thế này đây. Groove và Thrash sở hữu hai dáng hoàn toàn khác nhau và dành cho những tịch người khác nhau luôn. Đối với Groove thì như tên gọi của nó, một dáng chuột mang tới cảm giác mượt mà, groovy với phần lưng nằm ở giữa và vuốt nhẹ lên trên đỉnh của lưng chuột, phù hợp dành cho những bạn nào thích cầm chuột lả lơi, claw, palm hoặc fingertip. Dáng chuột Groove này thì cũng tương đối lạ với phần hông được vuốt lên trên, nhưng Groove cũng thuộc diện an toàn dành cho nhiều người. Tiếp theo đó là Thrash. Với dáng chuột này thì Vanser thiết kế để nhắm tới một đối tượng người dùng cụ thể, đó chính là những người cầm claw với phần thiết kế chuột có eo và phần hông chuột tròn, bè ra để các bạn có thể ghi chuột chặt vào lòng bàn tay. Lưng của Thrash được làm khá tròn và không hẳn lùi về sau như những con chuột X2V2 hoặc là X2H của Pulsar, nhưng vẫn thuộc một trong những con chuột mà lưng nằm ở nửa sau của chuột. Với phần lưng chuột này thì nó giúp cho chuột có thể nằm trọn trong lòng bàn tay của bạn khi cầm claw, tăng độ ổn định trong việc di chuột của bạn và có thể nói ngắn gọn là bạn locked in cùng với em chuột này với kiểu cầm claw. Đi qua được sự khác biệt rõ ràng nhất trên hai em chuột này thì chúng ta hãy cùng đi qua một điểm giống nhau nhưng cũng cho ra một tí khác biệt trên hai em chuột này, đó chính là click bấm. Cả hai đều đang sử dụng bộ switch chính là Huano Blue Shell Pink Dot Transparent nhưng cho ra hai cảm giác tiếng bấm khác biệt vì phần nút trên hai em này khá là khác nhau. Với Groove thì phần nút bấm khá cong và không có rãnh Comfort Groove nên cảm giác bấm sẽ giòn, ít nảy hơn Thrash. Cộng với việc phần chiều cao nút của Groove khá thấp nên khi bấm cảm giác sẽ rất nhanh và chính xác. Với Thrash thì cảm giác bấm sẽ nảy hơn một tí. Có Comfort Groove để các bạn có thể khóa ngón tay vào chuột, đồng thời với phần nút bấm cao hơn Groove, giúp cho click bấm được nảy hơn. Nhưng đặc điểm chung của click trên cả hai em chuột này là đều cho bạn một cảm nhận click rất tốt với Huano Blue Shell Pink Dot Transparent. Cảm giác giòn tay khó cưỡng nếu ví bộ switch này như một bịch bánh snack. Vì hai em chuột này được drop chung một lúc nên con lăn cũng giống nhau và cảm giác lăn cũng không có sự khác biệt nào đáng đề cập tới. Con lăn rõ nét và team media nhà xanh thấy chiều cao con lăn được đặt rất là hợp lý. Về mắt đọc thì trên cả hai em đều được trang bị PAW 395 và dongle 4000 Hz. Trong tương lai có thể sẽ có update 8000 Hz, có màn hình hiển thị thông số của chuột như là pin, DPI, polling rate, LOD và trạng thái của motion sync. Mắt đọc trên hai em này thì nhà xanh thấy không bị một vấn đề gì về lỗi kết nối hay là trễ tín hiệu và khi test trong game thì hoàn toàn chính xác, hiệu năng tốt. Có điều các bạn nên lưu ý là vị trí đặt mắt đọc của hai em này khác nhau. Với Groove được đặt hoàn toàn ở giữa thì Thrash lại được đặt hơi lùi về sau, có thể khiến cho bạn có một cái cảm giác là di chuột trên em Thrash sẽ chậm hơn những con chuột có cùng DPI một tí. Nhưng đó là do vị trí đặt mắt đọc trên chuột thôi nhé. Còn về phần đặc biệt trên hai em chuột này đó chính là dongle có màn hình hiển thị những thông số trên chuột. Đây là lần hoàn thiện thứ hai mà Vanser ứng dụng công nghệ này và như nhà xanh thấy thì phần dongle có màn hình này đã hiển thị nhiều hơn so với phiên bản trước. Với hai con chuột Pollux và Castor Pro,
Lần này được thiết kế với phần màn hình có góc nghiêng giúp bạn có thể dễ dàng nhìn vào màn hình và chỉnh thông số trên chuột và xem thời lượng pin còn lại của chuột. Và cũng có những cách để bạn có thể chỉnh những thông số như LED chuột hoặc bật tắt Motion Sync trên chuột này bằng những tổ hợp phím như giữ cùng lúc hai nút Home và nút chuột trái để bật tắt Motion Sync, giữ cùng lúc hai nút Home và nút chuột phải để chỉnh LED, giữ cùng lúc hai nút Home và nút cuộn chuột để chỉnh polling rate trên Thrash vì em chuột này không có nút chỉnh polling rate như là trên em Groove. Về pin thì Nhà Xanh cũng đã xem qua kỹ và trên hai em này với 4000 hertz thì sẽ trụ được khoảng từ 3 đến 4 session chơi game 4 tiếng trở lên, và với 1000 hertz thì sẽ trụ được khoảng 1 tuần với một cục pin được sạc đầy. Và Nhà Xanh thấy đây cũng là một thời lượng chơi game khá ổn, và khi chuột gần sắp hết pin thì bạn cũng có thể dễ dàng nhìn được trên màn hình với cục pin báo đỏ lè, cũng như đèn trên chuột chớp đỏ và cắm sạc chuột của mình. Với phần dây thì Nhà Xanh thấy dây của hãng khá là cứng, chưa có được mềm lắm, nên là dây này các bạn dùng thích hợp nhất chỉ để là sạc chuột thôi. Vậy là các bạn đã đi qua cùng Nhà Xanh thêm hai sản phẩm mới nữa rồi đó. Nếu các bạn muốn mua một trong hai em này thì Nhà Xanh cũng có để link ở dưới phần miêu tả để các bạn có thể xem qua nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì đừng quên nhấn nút like, share cho những người bạn của mình cùng xem và đăng ký kênh để xem thêm những video mới nhất về gaming gear nhé.